Xin chào mọi người, mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về tiêu đề ngữ văn lớp 7 chân trời sáng tạo phần 1. Với tiêu đề đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một kiểu chữ bình thường mà các bạn hay viết ở trong vở. Và còn cái chữ Y thì mình sẽ vẽ là một cái cây đang đâm chồi, giống như là ý nghĩa của bài học lời của cây, một cái cây đang sinh trưởng. Mình đã vẽ một cái cây nhỏ mọc từ cái hạt, mình hy vọng là cây sẽ sinh trưởng tốt, cứng cáp và rắn rỏi. Sau đó thì mình sẽ viền lại bằng một cái màu nhạt hơn ở trên cái chữ của mình nha. Rồi phía dưới thì mình sẽ ghi tên tác giả, thưa ra một chút. Với tiêu đề thứ hai là tiêu đề sang thu, mình sẽ vẽ ba cái lá đằng sau gần dính vào nhau. Với chữ sang thì mình sẽ sử dụng bút highlighter để mình viết. Mình viết nó hơi cứng cứng như giống là đang chuyển mùa đó. Thì sau khi mà mình viết xong thì mình có đổ bóng qua phía bên tay phải. Còn với chữ thu thì mình sẽ tương ứng với THU, thì tương ứng với mỗi cái lá mình viết ở đằng sau. Vậy là xong cái tiêu đề của mình rồi. Nếu như các bạn không giỏi phối màu như mình á, thì nên lựa chọn một màu sắc cho tiêu đề, như vậy nó sẽ đồng nhất, để tránh phối màu không chuẩn làm tiêu đề của chúng ta lộn xộn nè. Với tiêu đề thứ ba là tiêu đề ông 1 thì mình sẽ vẽ chú voi. Với chú voi này thì mọi người chỉ cần phát thảo một cái khối, cái chân cứng ngắc, sau đó có cái tai rồi có cái đầu. Vậy là xong một chú voi bự cho bá rồi. Mọi người có thể lên Pinterest để có thể tham khảo kiểu vẽ chú voi nha mọi người, rất là đơn giản luôn. Với tiêu đề ông 1 thì mình sẽ ghi một kiểu chữ hình vuông như ở trên video của mình. Ở đằng sau, do vì mình chọn lựa chọn con voi nó vừa tròn tròn vuông vuông rồi, nên mình muốn lựa chọn kiểu chữ gì đó nó phù hợp với vừa màu sắc và vừa bố cục luôn, nên mình đã lựa chọn kiểu chữ hình vuông. Nhìn tổng thể thì kiểu chữ và hình ảnh rất là hài hòa và rất là đơn giản để có thể kết hợp và sử dụng. Với tiêu đề thứ tư đó là những tình huống hiểm nghèo, mình có tham khảo bài học trước khi mà mình viết tiêu đề. Bài học này gồm hai tình huống và mình đã lựa chọn tình huống đầu tiên là mình vẽ một cái chú gấu đằng sau, mặt rất là đang hốt hoảng, và cái chữ những tình huống thì mình vẽ lên cao xuống thấp. Và cái chữ hiểm nghèo thì mình sẽ để ở trong một cái khung mây. Hiểm nghèo đó là những cái tình huống ngặt nghèo, người ta không có thể biết được nó có thể xảy ra được và rất là bất ngờ. Với chú gấu thì mình sẽ vẽ là chú ấy kiểu dễ thương, xoăn xoắn, và miệng chú ấy đã ha hốc ra bởi vì chú đang không hiểu là chuyện gì đang xảy ra và thấy là rất là kinh hoàng và rất là đang sợ hãi và không hiểu chuyện gì. Với tiêu đề thứ năm đó là biết người biết ta. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một con châu chấu, nhưng mà lúc mà mình vẽ cũng ổn lắm, nhưng mà khi mà mình đi màu á, mình phối nó tối màu quá nên là nhìn nó đen thui thù lùi luôn rồi. Với chữ biết người thì mình sẽ sử dụng màu vàng, và chữ biết ta thì mình sẽ sử dụng màu xanh. Toàn bộ kiểu chữ trong bài này thì mình sẽ viết hoa toàn bộ. Thì sau khi mà mình viết hai màu chữ khác biệt như vậy thì mình sẽ đổ bóng qua phía bên tay phải cho nó nhanh nha mọi người. Còn nếu mà đổ bóng nhiều quá thì nó lại tốn thời gian và không kịp video của mình. Tiếp theo đó thì mình sẽ xoăn ở phía dưới để cho nó làm cách cái tiêu đề của mình ra. Vậy là xong tiêu đề thứ 5. Các bạn có thể vẽ ít cỏ cho con châu chấu nha. Với tiêu đề thứ 6 đó là em bé thông minh. Với chữ em bé thì mình sẽ ghi kéo dài ở phía trên. Còn chữ thông minh thì mình sẽ ghi ở trong các ô như ở trên video của mình. Mỗi ô sẽ có một màu sắc riêng. Chữ thông minh mình muốn nhấn mạnh là trí tuệ của bé, sự thông minh cực kỳ giỏi. Nên là mình muốn để trong những cái ô này để làm nổi bật chữ thông minh lên, như một cái những mảnh ghép tinh túy của trí tuệ vậy đó. Còn phía dưới thì mình sẽ ghi là nhân vật kết tinh của trí tuệ nhân gian. Và mình sẽ đóng một cái khung sử dụng hai tông màu cơ bản mà mình đã viết ở trong các cái ô. Với tiêu đề thứ 7 đó là hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lúc mà mình đang ghi chữ trong đầm gì đẹp, mình thấy ổn lắm, nhưng mà tự nhiên á, mình nghĩ có chữ bằng với chữ sen nữa, mình thấy nó không có ổn mà bất ổn chỗ nào á. Thế là không biết chữa cháy bằng kiểu gì luôn. Nên là mình đã chỉ còn cái cách suy nghĩ là mình sẽ để chữ sen đằng sau và ghi chữ bằng bay lên trời. Đó, như ở trên cái video, đây là cái tiêu đề của mình là mình chữa cháy á, chứ không có phải là tiêu đề của mình biết như vậy đâu. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ mình thấy nó cũng khá là ổn nên là mình để như vậy luôn. Bởi vì ở phía trên thì mình cũng có ghi là hình ảnh hoa sen trong bài ca dao, thì chữ bằng nó cũng gần bằng như vậy, nó cũng không có quá lố cái tiêu đề hàng ngang của các bạn. Với tiêu đề thứ 8 đó là bức thư chú lính chỉ dũng cảm, thì toàn bộ cái chữ ở trong tiêu đề thì mình sẽ ghi chữ in hoa để cho nó dễ hơn. Với chữ bức thư thì mình sẽ để trong cái khung như này, còn với một cái thư thì mình sẽ vẽ đơn giản màu xám. Mình sẽ vẽ cái trái tim, sau đó mình đóng khung cái phần cái thư, hình ảnh bức thư mà mình đã vẽ. Sau đó thì mình sẽ ghi chú lính chỉ dũng cảm ở phía dưới bằng chữ in hoa.
Với chú lĩnh chỉ dũng cảm thì khi mà mình ghi xong thì mình sẽ đồ thêm một lần nữa cho nó đậm cái chữ, và mình đổ bóng một lần trên chữ và đổ bóng cách xa chữ một lần khoảng 1mm nữa. Thực ra thì nhìn nó ổn vậy thôi, nhưng mà nhìn gần nó không có được đẹp mắt đâu mọi người. Nhưng mà tổng thể về tiêu đề này thì mình thấy là màu sắc của mình lựa chọn khá ổn. Sau đó thì mình sẽ đóng khung lại cho nó đẹp. Bữa nay tự nhiên hết chấm chấm rồi mình lại thích khung nữa, không hiểu nổi luôn. Tiêu đề thứ 9 đó là mùa thu về Trùng Khánh, nghe hạt dẻ hát. Với tiêu đề này thì mình xin lỗi các bạn bởi vì mình lựa chọn màu sắc không có được phù hợp. Với chữ mùa thu thì các bạn nên lựa chọn một cái kiểu sắc nó tối mà nó hơi xám xám chuyển qua màu nâu hơn, nhìn nó sẽ phù hợp với chữ Trùng Khánh. Với chữ mùa thu thì các bạn nên ghi gọn lại, bởi vì mình ghi rộng quá xong đó mình ghi chữ Trùng Khánh, rồi phía dưới thì mình ghi chữ nghe hạt dẻ hát, nhìn nó cứ trống trống làm sao á, mọi người thấy không? Các bạn cho mình xin phép là bỏ qua cái tiêu đề này nha. Với tiêu đề thứ 10 đó là cốm vòng, mình sẽ ghi một kiểu chữ bình thường mà các bạn hay viết ở trong vở. Cái kiểu chữ này là kiểu chữ ngày xưa mà mình hay sử dụng để mình viết luôn. Và mình sẽ viết tiêu đề này. Lý do tại sao mà mình lựa chọn, mình thấy là viết nó phù hợp và nhìn nó rất là đẹp luôn á. Thì sau khi mà mình viết xong thì mình sẽ lựa chọn một màu xanh khác đậm hơn để độ bóng cách khoảng 1mm so với chữ. Mình vẽ đằng sau cái phần cốm và phía dưới thì mình sẽ ghi tên tác giả là Vũ Bằng. Rồi mình cũng ghi màu xanh luôn, màu xanh đậm. Rồi xong cái tiêu đề thứ 10 của mình. Với tiêu đề thứ 11 thì mình sẽ sử dụng kiểu chữ quẹt, đó là mình ghi chữ Thu Sang. Kiểu chữ này thì mình ghi hơi nhỏ, các bạn có thể ghi bự ra. Lý do tại sao mình lựa chọn kiểu chữ này, tự nhiên bữa nay mình cùng với kiểu chữ quẹt 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 dễ sợ. Không phải là mình thích nghe chuyện ma đâu, bởi vì mình cảm giác như là xoẹt xoẹt á, nó nhanh qua mà là chuẩn bị chuyển mùa á, thì mình lựa chọn kiểu chữ này. Các bạn có thể vẽ thêm mấy cái cây như đang chuyển mùa vậy đó. Nhưng mà do mình áp dụng một cái kiểu chữ vừa nhanh vừa gọn nên mình không có cho phép thời gian của mình là nó quá nhiều á, nên là mong mọi người thông cảm nha. Với tiêu đề thứ 12 là chúng ta có thể đọc nhanh hơn. Với kiểu chữ này thì quá dài nên mình lựa chọn một kiểu chữ mà mình hay viết thường. Sau đó thì đằng sau thì phía bên trên cần chữ thể và chữ hơn thì mình sẽ vẽ một cuốn sách đang lật ra rất là nhiều trang, giống như là tiêu đề của bài học vậy đó. Mình khuyên là khi mà các bạn viết chữ xong thì các bạn đừng có đồ như mình nha. Nhìn nó xấu hơn á, nhìn nó sao sao á, nhìn y như nguyên thủy nó lại đẹp hơn. Với tiêu đề thứ 13, do vì cái giấy của mình viết bị lỗi á mọi người, nên mình đã chuyển qua cái tiêu đề ở dưới Trùng Khánh. Bởi vì cái phần này nó vẫn còn phần dư để mình viết được. Mình sẽ ghi là bài học từ cây cau. Vì bài học từ cây cau rất là cao, cao tít, cao vút. Nên mình đã, với ý tưởng này thì mình đã để kiểu chữ của mình bay bổng. Kiểu chữ ở trong đây thì sẽ có chữ cao, chữ thấp. Mình muốn cái tiêu đề của mình nó phá cách một chút. Và sau đó thì mình sẽ gạch ở các phần đầu của chữ. Và tiếp theo đó thì khi mà ghi xong thì mình sẽ đổ bóng chấm gạch của các chữ nha mọi người. Mọi người có thể vẽ thêm biểu tượng, nhưng mình thấy tiêu đề này viết nó khá lâu rồi nên mình không có muốn viết biểu tượng nữa, nó sẽ mất thời gian. Và tiếp theo đó thì để làm đỡ trống thì mình sẽ ghi tên tác giả ở trong tất cả các cái khung và mình đổ bóng qua phía bên tay phải. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thủ thuật của YouTube là ưu tiên các video like và subscribe, thì nhớ like và subscribe để ủng hộ tiếp các video của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.